Rồi, ok. Vậy thì bây giờ sẽ có một trò chơi nho nhỏ. Trong lúc theo dõi trò chơi này, đừng quên suy nghĩ những câu hỏi của Hiếu nha. Tất cả nó hiện ngoài sau lưng hết trơn hết trời rồi. Mình trả lời câu hỏi để mình nhận quà. Hồ Bích Trâm chuẩn bị rất là nhiều những phần quà để dành tặng cho các bạn khán giả. Bây giờ sẽ có một trò chơi vậy. Mình chia ra hai đội nam với nữ ha. Hai nữ. Bốn nữ và bốn nam. Đúng rồi, đủ luôn. Được không? Rồi, hai đội nam nữ. Rồi, mình chia đội hình qua ha. Mình chia hình nữ bên đây đi, nam bên kia ha. Rồi. Rồi. Đây đây rồi, đây đi, anh đứng đây cũng được, không sao. Anh trọng tài ngồi ở giữa. Cái trò chơi này đơn giản thôi. Trò chơi này cũng đơn giản thôi quý vị. Đầu tiên là mình sẽ cử ra một đội trưởng. Dạ, bên đây, bên đội nữ mình đội trưởng là ai ạ? Chị Hằng đi, chị Hằng đi, chị Hằng. Chị hả? Thôi em đi, em đi, em đi, em đi. Rồi, 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 sao? Dạ, dạ, gương mặt trẻ nhất sẽ làm đội trưởng của đội nữ. Dạ, chị Lê Giang. Dạ rồi, ở bên đây em làm anh Minh. Anh Minh ha, anh là đội trưởng ha, rồi bây giờ anh Minh chị Giang quảnh tù xì. Dạ, mình quảnh tù xì một cái có ai thắng ai thua. Hai ba, hai ba, cái gì vậy? Ôi gì có cái. Ủa cái này là cái gì anh? Cái này là cái giếng mà em bao giếng rồi. Ủa mà cái giếng với cái bao là cái nào thắng ta? Cái bao. Cái bao nó có thể bự hơn cái giếng anh. Bao giếng, bao giếng. À cái bao thắng. Dạ chúc mừng chị. Rồi chúc mừng đội nữ. Chúc mừng đội nữ là đội thắng này anh nhường đúng không? Anh cố ý anh nhường đúng không? Anh không có, không có nhường. Anh cố tình anh để cái giếng chứ không có nhường. Thưa quý vị, trò chơi này cũng mang cái phong vị Tết rất là nhiều đến cho chúng ta. Tại vì chúng ta cũng còn không thời gian bao lâu nữa là chúng ta đón Tết rồi, phải không ạ? Thì trò chơi này sẽ nhắc về những món bánh và những món nước ngày Tết. Thì bây giờ đội nữ nè và đội nam, ai chúng ta đoán được nhiều những món bánh và món nước ngày Tết thì chúng ta sẽ thắng. Vậy thì bên đội nữ chọn bánh hay là nước? Bánh, bánh. Bánh. Con gái là thích ăn bánh đúng không? Vậy thì mình đợi nam đi chơi. Đợi nam là nước nha. Rồi chúng ta cho đội nam đem bịt mắt lên trước để đoán. Đội nam chúng ta sẽ coi đội nữ có đoán được bao nhiêu những món nước nha. Chưa, đội nam hãy khoan, đội nữ trước. Rồi, bây giờ đội nam sẽ cử một thành viên ha. Chúng ta sẽ cầm mâm mứt đó chúng ta đưa cho từng thành viên đội nữ nha. Rồi, Hồ Quang Hiếu. Dạ, mình thấy gì không ạ? Thấy số mấy không ạ? Có đồ vuốt lông mi vô, lát nữa. Lát vuốt lại, coi nó gãy lông mi tôi rồi. Rồi, đồ vuốt lông mi. Rồi bây giờ đúng rồi, cho ăn để đoán là bánh mứt gì nha. Tùy em muốn đưa cái nào để em đưa. Tùy em, rồi ai trước ạ? Bốn cô gái này ai sẽ là người đoán trước đầu tiên? Chị Lê Giang trước nha. Dạ mời chị đứng dậy, đó mời chị đứng lên đó. Theo tay em này, chị tin tưởng em. Tin tưởng em, rồi. Chị sẽ được xoáy ca danh hề top top Hồ Quang Hiếu đúc cho chị ăn. Chị đoán xem đó là mứt gì nha. Rồi. Ăn đại khái thôi nha. Cân chi kì ăn mứt mà cân dồn cho bằng hồng nguyên một miếng rồi. Rồi cái này, cái miếng này nghe theo nha chị nha. Dạ chị cảm giác nó là một cái miếng màu xanh đúng không? Một cái miếng màu xanh. Dạ chị nói đúng luôn rồi đó, đúng luôn. Cái là kiwi đúng không? Chính xác luôn. Tuyệt vời. Một tràng vỗ tay cho một màn đón trật lất. Gì kỳ vậy Hiếu ơi? Kỳ. Rồi nè, bây giờ đây để em mở ra cho chị xem miếng chị vừa ăn nha. Ủa chị chàng đóng mắt lại, chàng đóng mắt lại. Xoài hả? Trời ơi. Xoài đúng không? Đây là mứt xoài quý vị nha, mứt xoài. Rồi xoài. Tiếp tục tới chị Thanh Hằng nha, mời chị đứng dậy. Rồi. Rồi mời chị. Đó. Diễn tả cảm thấy nó làm sao? Chua chua ngọt ngọt. Nghe giống như mùi bưởi vậy ta. Không phải. Giống vỏ bưởi quá à. Biết phải không? Giống không? Tại vì cái màu là em thấy nó không phải màu xanh rồi đó chị. Nghe mùi nó vỏ bưởi không? Cho miếng nữa. Màu xanh.
màu xanh để nó là gì? Bưởi. Vỏ bưởi hay là muối bưởi hay là gì? Đó, có vỏ mà có thịt là cái gì trong đó luôn nữa đó. Có nghe mùi bưởi mà. Phải không em? Để đoán là mứt bưởi ha. Mứt bưởi, mứt bưởi. Rồi, mời chị mở ra. Đúng không? Phải mứt bưởi không ạ? Một đầu tay chính xác à, mứt bưởi. Chúc mừng. Một sự lựa chọn chính xác. Rồi. Hồ Bích Trâm nha. Đây. Rồi. Há miệng ra nè, cho người yêu trong phim đút cho ăn nè. Cái này rất dễ luôn. Cái này mềm mềm, gợi ý là Trâm, cái này mềm mềm hay ăn. Dài dài. Có mềm mềm dài dài như em, nó không cứng nha em. Đúng ăn rồi. Hết nó mới cứng. Em ở ăn trên... hết nó mới cứng. Lúc ăn thì nó mềm, nhưng mà ăn hết nó mới cứng. Cái trái này ở ngoài đời nó cứng nha, nhưng mà làm thành mứt thì nó mềm. Đúng rồi. Cái trái này nó có nhiều hộp. Dễ lắm. Quá dễ luôn. Ủa, em ăn xong rồi em vẫn chưa đoán ra được là cái gì luôn á. Ăn nữa không? Ăn nữa. Ăn nữa kìa Hiếu, ăn nữa. Cắn xíu thôi, cắn xíu thôi để mấy hình hình tượng ăn đó. Ăn nữa là cái khác nha. Ủa, cái có nhiều khác hồi nãy hả? Đúng nhau à. Nó y chang đó, y chang đó. Cục đâu có, hồi nãy nó dẻo dẻo mà. Không, hồi nãy là nó màu trắng, hồi nãy nó màu vàng, giờ nó màu trắng, nó y chang nhau mà không khác. Màu trắng, màu vàng với màu trắng khác nhau mà anh. Đâu, nó y chang nhau không khác gì trơn trời. Cái này giống mứt bí nè. Còn cái trước á là nó giống như là khoai lang vậy á. Thôi em chốt em. Chốt. Cho ăn lại cái anh. Cho ăn lại nè. Đúng chính xác rồi. Cái này có cùi nha ta, Trâm nha, có cùi nha, coi chừng. Ủa, nha, cái đầu này nó nhọn nhọn ra. Có cái cùi á, coi chừng á. Cái đầu nó nhọn nhọn cái phía dưới nó hơi bầu bầu. Nó gần gần đúng không? Ủa đúng rồi, trên đây nó có gần gần nữa nè. Ừ. Cái gì nó có gân gân trời. Đó, chốt đáp án nè. Đáp án cuối cùng đó là khoai lang à. Khoai lang. Rồi, mở ra. Ủa, tôi đi mua mà trời, tôi mua cái gì trời. Ủa, có bắp hả? Thưa quý vị, cái cục như vậy bà ăn bà rờ luôn, bà nói khoai lang. Chưa thấy khoai lang nào mà nó như vậy hết trời. Trật lất. Rồi Nam anh ơi, nãy giờ em ngồi cũng hơi lâu rồi đúng không? Rồi em đứng dậy nè. Đừng em đừng quơ vào. Em sẽ quơ những trúng những cái không cần thiết. Em đứng yên để cho Hồ Quang Hiếu đút cho em ăn. Mời. Rồi há miệng ra. Rồi đó là gì? Cái gì mà khó ăn nhỉ? Ôi khó ăn. Này ngon mà. Cái này nhiều vitamin lắm á. Cảm nhận được chưa? Cái kiwi. Chắc ngon nha. Chắc chưa? Nam anh trả lời lại một lần nữa đi. Có thể sai rồi đó. Chắc kiwi đúng rồi, chắc rồi. Rồi, chắc ha. Rồi, kiwi. Mở mắt ra. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Như vậy là thưa quý vị, đội nữ chúng ta 4 người thì chúng ta chỉ đoán đúng có một đáp án thôi. Hai đáp án là chị Thanh Hằng và Nam Anh. Hai đáp án trật. Bây giờ tới đội Nam, mời đội Nam đeo vô ạ. À, mời đội Nam. Rồi, mời bịt mắt ạ. Mời bịt mắt vô ạ. Mọi người nó sẽ bị nhìn vô cái lỗ này nè, bịt dây nè. Em chăm chút hiểu dữ em. Rồi, đó là Khương Dừa, tên Khương Dừa. Ủa? Che luôn cái mũi luôn, để khỏi nhìn cái lỗ dữ luôn. Rồi. Rồi, mời. Mời những món nước trong ngày Tết là những món gì nha. Mời Hồ Bích Trâm. Rồi, đầu tiên mình mời Duy Khương trước nha. Đây. Em ra đây. Rồi, đang ra giữa nè. Rồi. Trăm. Rồi. Bây giờ mình sẽ gạt cái nước này ra. Đây là những cái loại nước mà em nghĩ là nó rất là gần gũi với lại chúng ta đó. Bây giờ
Bây giờ thì... trong ngày Tết, bây giờ cho anh Hiếu hỏi Duy Khương trước nè. Trong lúc mình mở nắp ra cho Trâm chọn, Trâm muốn chọn nước nào Trâm chọn nha, anh hỏi Khương nè. Em sẽ đưa tay cho anh chọn luôn. Rồi, trong ngày Tết thì em nghĩ là có những cái thứ nước gì mà chúng ta quen thuộc trong ngày Tết theo em mới Khương? Ờ, Tết thì thường em uống nước ngọt không à, cho nên là ít uống nước trái cây lắm. Cho nên em nghĩ là chắc là chương trình sẽ đưa nước ngọt cho đón. Dạ. Mà nước ngọt thì chắc cũng khó đón nha. Nước ngọt thật đa số ngọt ngọt có ga với nha, cũng dễ lộn nữa. Có nước màu nữa hả anh? Hay chương trình dành sự đặc biệt cho em uống nước màu ạ. Rồi bây giờ cái tay của anh Duy Khương em bây giờ nè, đưa một con tay ra thôi. Rồi Trâm sẽ chỉ vô đâu mà muốn dừng lại. Muốn dừng lại thì dừng nha. Này là do Khương chọn. Đúng rồi, này là do Khương chọn. Vậy là chỉ vô cái đón liền hả? Không, uống chứ, chỉ vô mới mở ra cho uống. Không dừng chỗ đó. Dừng. Rồi. Không dừng, hồi nãy kêu dừng, Trâm đừng đi. Hồi nãy hả? Hồi nãy kêu dừng. Giờ lại nè, lại nè, lại nè, lại nè. Lại nè. Rồi. Rồi. Dừng. Dừng đi, Trâm đừng đi nữa. Dừng đúng không? Trâm, đừng có đi nha. Dừng hồi nãy chưa có nhịp nhịp nữa, Trâm đi nữa Trâm. Thôi, nhớ đi lại. Dừng là đừng đi, đừng liền Trâm. Rồi, ok, ok, đừng liền Trâm đúng không? Rồi. Dừng là dừng liền nha, rồi. Dừng, Trâm. Làm cho Trâm không có quậy nữa Trâm. Dừng là... Rồi, ok. Dừng. Đây. Đây thưa quý vị, đây là nước mà Khương đã chọn quý vị nha. Đây là nước mà Khương đã chọn. Đây là một loại nước tin chắc rằng là trong ngày Tết này người Việt chúng ta ai cũng sử dụng hết luôn. Dám nuôi hay sao anh? Không phải em, Tết mà dám nuôi gì chua chát vậy cưng. Nha. Rồi. Chị Giang cười vậy, uống gì bậy bạ hay sao chị Giang cười vậy? Khi mày uống nước mắm quá. Cho anh hỏi nè, cưng có khát nước không? Em đang khát nước. Nhưng mà dù cho khát nước thì mình cũng đừng có uống nhiều quá hết nha. Rồi. Mình uống thử nha. Rồi. Thôi trời ơi, Khương ơi. Em chú mà em nghe mùi được rồi đó. Nước tương phải không? Em chưa nghe uống mà. Em nghe mùi rồi đó. Không, cái nước... Nước tương. Không, cái nước này là cái nước ngọt mà Khương ơi hay uống mùa Tết á. Ôi, mùa Tết em uống mùi này. Hồi nãy em uống thử em mới biết chứ. Đánh lừa mà. Người ta phải có cái người ta chơi chiêu chứ em. Thật ra hồi nãy là mượn cái chai của nhà hàng. Đúng rồi, hồi nãy nhà hàng chưa xúc chai còn mùi ăn bán mùi kỹ quá. Nghe mùi nước tương. Mượn cái chai của nhà hàng. Không phải nước tương. Trời ơi, tao nói không phải nước tương. Mày không lẽ mày không tin chị sao cơ? Đó, không lẽ giờ chị Lê Giang như vậy mà ở đây mà em không tin chị Lê Giang. Em mượn cái mic. Em là tin chị nhưng mà em cảm thấy là sau cái buổi gọi là dự đoán này đó là em mất niềm tin về chị. Một cái miếng kiwi cái size nó có như đây à, mà anh Hiếu đưa miếng xoài bóp ba lớn như nào mà chị thồm hết chị nhai mà chị nói là kiwi là em cũng tin cái niềm tin của chị mãnh liệt lắm á. Còn bây giờ là mình nếm thử miếng thôi. Ôi em cho em đón đi. Cho em đón. Phải uống chứ, cho nên người ta ăn mất thì em cũng phải ăn uống nước chứ. Đúng rồi. Em ngửi là em đói được rồi, cần chi muối. Không, phải thử. Phải uống, phải thử. Phải thử. Trò chơi là bắt buộc phải thử. Rồi, nó che lỗ mũi em lại rồi đó. Ủa? Nè, nè một miếng thôi. Thôi nghe, nhưng mà trò chơi này em chưa ngửi. Thấy chưa? Chị thấy em không? Thấy chưa? Anh chúc mừng em niềm tin cho chị Lê Giang đang. Rồi. Nước tương là một trong những loại nước mà Tết ai cũng cần hết phải không? Chúng ta chế biến những món ăn trong ngày Tết. Em sẽ đưa cái tay của anh để tới đâu nếu mà anh nói dừng là em sẽ dừng chỗ đó nha. Ok không? Không. Tay chai nào cũng y chang à. Dừng. Dừng ở đó phải không? Không, chưa vô điểm. Rồi lại đi. Lại rồi. Rồi ok, lại luôn. Hèn gì? Hồi nãy không có những điểm gì. Đây, rồi. Dừng. Ok, dừng nha quý vị nhìn nha. Quý vị nhìn nha. Quý vị nhìn nha. Rồi, đây là một loại nước rất là quen thuộc thôi thưa quý vị, cái này không có khó, cái này rất là dễ. Cái này rất là dễ. Thưa quý vị, lần đầu tiên trên lịch sử loài người, đương kim danh hề top Hồ Quang Hiếu
sẽ đoán một thứ nước rất quen thuộc với người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta cái món nước này là cực kỳ quan trọng thưa quý vị. Và ngày hôm nay sẽ được danh hề tớp tớp đoán, coi đoán đúng không nha. Trời ơi gì vậy em? Ủa em nghĩ sao mà em nói ngày Tết mà nước tiểu là có ngày Tết là sao? Hồi xưa mẹ em có nói lúc đang đẻ đó, hình như là ngâm nước tiểu nít với lại nghệ nghệ sao á, được không? Đúng không? Em chưa uống chị ơi, chưa uống. Là hồi đó mẹ nói sao vậy? Có đúng không chị Giang, đúng không? Hồi xưa có uống nước tiểu con nít đó mà ngâm với nghệ hay là cái gì vàng vàng á. Em biết. Thêm một thông tin là danh hề Hồ Quang Hiếu là cũng có từng nước tiểu ngâm nghệ nữa nha mọi người. Rồi bây giờ mời em ha. Rồi, đây. Mời. Thúi quá. Nhớ. Trời ơi. Ủa ai đứng gần mình hôi quá? Trâm á, ngồi với Trâm đứng gần chứ không phải ai hết á. Trâm à, em nãy có tắm không cưng? Rồi. Em rõ ràng hồi nãy là em chọn, đó là gì đáp án? Nước mắm. Nước mắm. Trời. Thưa quý vị, người Việt mình mà không có nước mắm là không có ăn Tết được nha quý vị nha. Nhiều khi á Tết mình nó phải kho nồi thịt phải không? Bỏ miếng nước mắm vô. Cái này là do em chọn chứ đâu có ai chọn đâu. À, trà sữa không chịu. Thưa quý vị, ở đây là chúng tôi không có cố tình mà là do Hồ Quang Hiếu chọn. Không, xem nước mắm là một trong những cái phong vị rất là quen thuộc trong ngày đúng Tết rồi. Chắc chắn mặn mòi nha. Rồi, chúc mừng Hồ Quang Hiếu đã đoán đúng. Nước mắm, nước tương. Tôi lo cho ông Khương Dừa quá. Dạ. Dạ, mời anh Minh. Dạ rồi, mời anh Minh ơi, anh Minh chọn nha. Đúng rồi. Rồi. Thôi. Cương. Dạ, rồi mời anh. Rồi anh chọn nè nha, ảnh chọn nha quý vị, ảnh chọn trái này nha. Trời ơi. Ảnh chọn rồi. Cái này cũng anh quá dễ. Anh sáng suốt dễ sợ. Thật ra cái này là quá dễ, nó dễ hơn hai cái kia nhiều. Và cái nước này là nhiều khi là trắng. Đúng rồi. Trời. Cái màu là màu trắng anh. Anh yên tâm, cái màu là màu trắng. Trắng là chỉ có nước suối thôi. Dạ. Mình chỉ ực một cái mình uống nó ngon lành vậy đó. Hả? Dạ. Dạ, mời anh, dạ đây. Anh dạ. Minh uống đi anh Minh. Không có. Chua là chanh, nước chanh. Mà cái, nãy anh thấy nước tương, nước mắm anh tưởng anh thoát rồi. Mà giờ dính cái gì nữa nè? Nước chanh, anh, nước nhiều chanh. Khi anh biết không, đó là định mệnh. Định, nước gì? Chanh anh, nước chanh. Dạ. Thử miếng nè. Dạ, cảm giác ngọt ngào không anh hả? Trời ơi. Dấm. Khương, em chỉ anh sao kỳ dám Khương. Anh thật ra nhiều khi cái tội ăn gian nó vậy đó. Anh nên nhiều khi đồng đội thì mình không tin được. Khương nói nước suối. Nước suối thì mình phải đón hết chứ. Phải đón hết. Phải đón hết. Không có được. Thưa quý vị, Mình chơi 4 người, tự nhiên tới 3 người. Không, không. Không, bưng qua. Đến Khương Dừa. Không, không. Thắng dạ, thua thì đi. Cũng phải 4 người. Đúng rồi. Rồi, chọn. Cái ông chơi gian dễ sợ. Khương ơi, bây giờ không có còn cái nước gì ngoài chua rồi. Ngoài mặn nữa trơn. Nó nghe nè, bây giờ á, dòng gọi là bên đội mình nó tỷ lệ thắng cao quá. Trời ơi, chơi gian quá.
ơi anh Giang. Em kéo xuống nè. Anh xíu được. Bây giờ là đội bên mình tỷ lệ thắng cao, em nghĩ chơi cho nó sinh động thêm đi nha. Khoái 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 anh ơi, đổi lại anh nhìn rồi. Anh nhìn rồi, bây giờ đổi lại. Anh không được nếm, anh chỉ được ngửi thôi, anh đoán. Rồi, ngửi thôi đoán nha. Ngửi thôi đoán. Ngửi lại đi, ngửi lại. Nước tương. Trời, ngửi gì kỳ vậy? Một lần nước mắm tôi ngửi nước tương. Ờ. Còn này là gì? Rồi, anh quyết định uống cho. Chưa, đã tâm nhịn người cơ. Nhiều nước quá không được nha, một cây mà nhiều. Ủa, nước quá là không được rồi. Có còn một cục phê nữa vậy? Rồi, Trâm đưa lại cho Trâm. Này giống giống trà sữa quá vậy? Đưa lại lần nữa nè. Nước mắm. Gì kỳ vậy Khương? Đúng đúng rồi đó. Ác người. Nửa này lần nữa đó. Nước tương. Ủa gì kỳ vậy? Ta đón một nước thôi nha. Ừ, nói nè, trà sữa nè, nãy mà trà sữa mới đưa lại. Trà sữa đúng rồi, trà sữa. Không, nước mắm. Quyết định là nước nào đó. Anh Mộc chọn hay anh đón đúng rồi. Rồi. Một là Mộc chai. Rồi anh hỏi hết đi. Rồi hỏi đi. Đưa ba chai vô luôn. Ghê luôn. Gì kỳ vậy? Thì đưa cầm chai chứ. Rồi, cầm chai. Ông kêu Giang chị, ông kêu đưa cầm chai để ông nhìn cái chữ đó. Đúng rồi. Đâu có nhìn thấy gì đâu. Phải cầm chai để ngửi đúng mà em lấy chai đổi sao? À, bây giờ ông chọn là đợi anh thua luôn đó. Sao thua được, tao thắng ba ván đâu. Có thấy gì đâu. Thì bây giờ anh đoán đi. Không có đưa gì sao ngửi. Thì nãy đưa rồi. Rồi. Đưa cái chai vô cái lỗ mũi mày hử. Trời đất ơi, nãy giờ đưa không có đưa cái gì hết. 3-4 lần luôn. Ôi bây giờ em đón lần cuối đi. Cái đó cái gì vậy? Rồi đưa hút hút nè. Ê chọt cái mũi gì? Rồi hút hút nè. Không dám hút luôn quá chân ngon vậy. Rồi quá vậy. Trà sữa mà. Rồi. Rồi. Vậy mà. Dạ đúng xác. Thưa quý vị, như vậy là phần thắng ngày hôm nay nghiêng về cánh mài râu hết. Đấu hoàn toàn trúng hết, đúng không? Và cũng rất là khó cho cánh mài râu khi mà chúng ta đoán có nước mắm, nước tương rồi giấm ở trong đó nữa. Bên Nam thắng, xin chúc mừng cho đội Nam. Chúc mừng đội Nam tặng quà. Đội Nam bốn người được quà nữa kìa. Trời ơi trời. Thì tới bây giờ quà của Nam đưa lại cho nữ đi. Rồi, mời tặng quà, mời tặng quà. Dạ, mời chị. Bốn Nam thắng hả chị? Em đem lên xe ăn. Gì vậy? Hiếu chị coi gì vậy Hiếu? Đó. Của Hiếu còn nhiều quá luôn kìa đó. Tới trễ đó. Duy Khương nữa kìa. Em về cho con hay Duy Khương? Em mở lại phần trả lời của khán giả chọn ngẫu nhiên. Rồi, quá trời nhiều, tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Chúc mừng các đấng mài râu. Cảm ơn các anh rất nhiều đã yêu thương, chiều chuộng, quan tâm những cô gái của Tết này có chồng, để chúng ta cùng nhau có một mùa Tết thật là tuyệt vời. Và các chị nữ cũng đừng lo, Trâm nó tính hết rồi. Rồi nó tính rồi, hết rồi, cái này là nó dàn xếp để cho Nam nhận được mấy phần quà này. Chứ nên chị nữ là có hết, Trâm nó tính hết. Dạ, tràng vỗ tay, cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Bây giờ thưa quý vị, trước khi khép lại buổi họp báo trực tuyến ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng sẽ xin công bố những khán giả đang theo dõi live stream từ nãy giờ đã có những câu trả lời á. Hiếu sẽ mời những nghệ sĩ ở đây sẽ chọn những khán giả có câu trả lời đúng luôn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một vị khán giả bất kỳ sẽ trả lời câu đầu tiên là phim web drama mùa Tết này của Hồ Bích Trâm tên là gì. Rồi xin mời nhờ chị Lê Giang, chị lướt xem chị công bố một là bạn dạ, bất chị kỳ không thấy đường. Trả lời đúng. Trâm ơi, chị không thấy đường. Rồi không sao. Trả lời đúng, bộ phim gì? Đâu Hiếu. Dạ Phong Phương Thảo. Rồi phim gì? Phương Thảo ha. 11/1. Dạ chúc mừng bạn Phương Thảo. Phim Tết này có chồng. Rồi bạn trả lời luôn đúng luôn hết trơn luôn. Thì chúc mừng bạn Phương Thảo là bạn đầu tiên. Với câu hỏi thứ hai là bộ phim Tết này có chồng công chiếu vào ngày mấy và lúc mấy giờ? Vào lúc mấy giờ và ngày mấy? Thì Hiếu em lướt ở đây em chọn giờ công chiếu và ngày, em chọn bất kỳ ai cũng được. Công chiếu vào lúc mấy giờ ngày mấy ha?
Phương Thảo rồi, Phương Thảo trúng rồi. Rồi. Đây này đi, đây đi ha. Phương Thảo. Phương Thảo là bạn đã trúng rồi, bạn trúng một giải rồi. Là cho mình nhường cho bạn khán giả khác. Quỳnh Trâm Nguyễn. Rồi, Quỳnh Trâm Nguyễn. Không không, Quỳnh Trâm Nguyễn là tết này có chồng là một câu hỏi đầu tiên rồi, đang là câu 2. Câu 2 là chiếu vào mấy giờ và ngày nào nha. Em cần coi cái đáp án chiếu vào mấy giờ ngày nào thôi. Anh đây, Nguyễn Vương hả? Rồi. Nguyễn Vương có chưa? Chưa Nguyễn Vương đó chưa có giờ mà. Ủa giờ hả? Em kiếm cái đáp án nào có giờ và có ngày đúng thì em chọn. Đây nè, 19 giờ nè. Ok, Nguyễn Vương ha. Nguyễn Vương. Rồi, chúc mừng bạn Nguyễn Vương. Bạn đã trả lời chính xác là 19 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Câu thứ 3 của chúng ta đó chính là câu: bộ phim web drama này là bộ phim web drama thứ mấy của diễn viên Hồ Bích Trâm? Dạ, mời chị Thanh Hằng nha. Chị chọn nha. Rồi đó, chị nhìn. Chị chọn đáp án đúng hả chị ha? Bộ phim thứ mấy? Chị Phương coi Thảo có rồi nè. Ai trả lời bộ phim thứ mấy? Phương Thảo rồi. Ừ. Kéo nữa đi má. Đây ha. Ừ. Rồi. Thùy Nguyễn. Rồi. Nghệ sĩ Thanh Hằng chọn bạn Thùy Nguyễn. Đây là bộ phim web drama thứ 3 của Hồ Bích Trâm. Xin chúc mừng ba bạn khán giả. Các bạn sẽ nhận được những phần quà và chúng tôi sẽ liên hệ lại để gửi tặng những phần quà cho các bạn ha. Rồi, và để trước khi khép lại buổi livestream họp báo ngày hôm nay thì muốn mời Hồ Bích Trâm chia sẻ một điều gì đó đến những quý khán giả đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ em, đồng hành cùng với Trâm trong suốt thời gian vừa qua. Cũng như mình mong muốn gửi một thông điệp gì, một câu chúc Tết gì đến cho quý bà con đã luôn luôn đồng hành cùng mình trong cả hai dự án trước đó và cả dự án Tết này có chồng năm nay. Dạ thì trước khi kết thúc buổi livestream ngày hôm nay thì em xin cảm ơn lại một lần nữa, cảm ơn công ty Điền Quân, cảm ơn các nhà tài trợ, cũng như là cảm ơn đạo diễn Minh Mấm, đặc biệt là cảm ơn dàn diễn viên của phim Tết Này Có Chồng, đó là anh Khương Dừa, Duy Khương, má Lê Giang, má Thanh Hằng, anh Hồ Quang Hiếu, chú Lê Nam và Nam Anh. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành, đã hỗ trợ cho em trong bộ phim Tết Này Có Chồng. Và hy vọng là quý vị khán giả đừng bỏ lỡ bộ phim Tết Này Có Chồng được chiếu vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Và Trâm hy vọng đây sẽ là một bộ phim mang một cái thông điệp dễ thương về gia đình, về tình yêu. Và hy vọng là khi mà khán giả coi bộ phim này xong thì quý vị khán giả, những ai đang cô đơn hoặc là những ai chưa có chồng thì chúng ta nhanh chân lẹ tay có chồng nha. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời tất cả các diễn viên và những gương mặt tạo nên phim này, chúng ta cùng đứng dậy gửi lời chào đến khán giả nha. Chúng ta cúi đầu chào một cái ha. Rồi, xin chào quý vị khán giả và cảm ơn rất nhiều. Hãy đón theo dõi bộ phim của chúng tôi vào khung giờ 19 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Và qua bộ phim Tết Này Có Chồng cũng như một niềm hân hoan mới, một không khí vui tươi mới để chúng ta xua đi những cái ảm đạm trong 2 năm Covid vừa qua.